Chào các bạn thân mến, trong video hướng dẫn guitar ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn bài thứ nhất của Karuri. Cái tài liệu Karuri bao gồm có 40 bài. Đấy, thì tôi sẽ có thể là cố gắng hướng dẫn được đến đâu thì hướng dẫn. Hôm nay trước tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn, bắt đầu từ buổi ngày hôm nay là các bạn sẽ học về âm giai, hợp âm, bài tập và những đoạn khác giọng rất thông dụng ở trên thế tay thứ nhất. Khác giọng nghĩa là thế nào? Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là các bạn sẽ được học dần dần từ giọng đô trưởng. Đô trưởng thì bao gồm có một số bài, tức là bài 1, bài 2, bài 3. Sau đó tiếp tục đến giọng son trưởng, vân vân. Tức là nó sẽ thay đổi các giọng. Ở đầu hóa biểu nó sẽ có dấu thăng và dấu giáng. Đấy. Thế bây giờ trước tiên trong buổi học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trước khi vào bài thứ nhất của Karuri thì các bạn sẽ phải đánh cái âm giai của đô trưởng. Các bạn nhìn ở trên những cái khuôn nhạc thì các bạn thấy là đầu tiên nó là âm giai đô trưởng. Âm giai đô trưởng thì cái âm giai đô trưởng này nó gọi là âm giai đô trưởng hoặc là gam đô trưởng được. Bắt đầu thì nó không nhất thiết là phải bằng âm chủ, có thể là âm bắt đầu bằng âm chủ hoặc là bằng âm bậc 3, bậc 5. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là đô này, đô mi son nhé, thì có thể là bắt đầu bằng đô này, bắt đầu bằng mi này cũng được, hoặc bắt đầu bằng son được, tức là tùy theo. Nhưng kết thúc thì bao giờ cũng phải là kết thúc bằng âm chủ. Tôi lấy ví dụ. Các bạn âm giai đô trưởng. Bây giờ các bạn sẽ vào phần cái dòng kẻ nhạc bên dưới, bắt đầu vào phần hợp âm và bài tập của đô. Thì cái phần hợp âm và bài tập của đô thì các bạn sẽ chạy gam đô, tức là vừa đánh hợp âm sau đó là các bạn chạy nhé, chạy theo cái giai điệu của nó. Đấy là ví dụ như là hợp âm đô, các bạn sẽ bấm cho tôi là nốt đô này, đô ngón 3 này, ngón 2 này, và đố bấm ngón 1 trên dây C, tức là bấm 3 ngón nhá. Ngón 3 các bạn bấm vào nút đồ ở trên dây 5 ấy. Đấy, phí 3 đây này. Sau mi là các bạn bấm ngón 2 ở trên dây gì? Dây số 4. Sau đô là các bạn bấm ngón 1 ở trên dây C, cái dây số 2. Thì đồ này, đồ, mi, son, đô, mi. Đây là hợp âm đô nhá, đô trưởng. Thì các bạn gảy cùng một lúc cho tôi. Bây giờ ba ngón này các bạn gảy ba dây dưới, thì ở trên nó sẽ là còn hai dây, tức là đồ mi. Thì các bạn đánh trượt luôn cả hai dây. Tôi lấy ví dụ này. Đấy, trượt hai dây nhá. Đồ mi này. Thì còn ba cái ngón này các bạn sẽ gảy cùng một lúc với ngón cái. Tôi lấy ví dụ các bạn sẽ gảy như này. Đấy, cái ngón cái chịu trách nhiệm hai dây. Các bạn gảy cùng một lúc cho tôi nhá. Cái hợp âm đô này thì nó sẽ là hai đập, các bạn nhìn thấy là nó là trắng nhá, thì các bạn đập hai đập cho tôi này, sau đó chuyển sang hợp âm thứ hai là son. Son thì các bạn bấm son si nhá, son si trên dây 6, dây 5 đây, son. Sau đó là ngón 1 các bạn bấm pha cho tôi, đây là hợp âm son 7 nhá. Son si re này, son si fa. Tôi nhắc lại này, son, si, re, son, si, fa. Đây là hợp âm son 7. Một ngón cái các bạn lướt 3 dây liền ở bên trên này nhé. Bây giờ tôi gảy lại nhé, gảy cùng một lúc này. Ngón cái lướt 3 dây trên, dây bát, và ba ngón này chịu trách nhiệm 3 dây dưới. Sau đó các bạn lại trở về gì? Đô.
Bây giờ tôi sẽ gảy lại ba hợp âm trên, bắt đầu từ đô chuyển sang son, sau lại về đô nhé, cho các bạn nghe. Đô hai đập này, fa hai đập này, à son hai đập này. Khi mà trở về đô thì đô, hợp âm đô này nó sẽ là móc đơn. Đấy, các bạn nhìn ở trên đấy, nó sẽ là hợp âm đô móc đơn. Thì các bạn đập xuống, thì các bạn nhấc trên lên, các bạn sẽ gảy luôn nhá. Đấy, đô mì luôn nhá. Thì các bạn nhìn thấy ở những cái nốt nhạc ở ba cái dòng kẻ nhạc này, các bạn thấy là hoàn toàn nó là gì? Những cái nốt chạy móc đơn. Đấy, móc đơn thì các bạn cứ đập xuống, các bạn gì? Đánh một nốt và nhấc lên, các bạn sẽ đánh một nốt. Đấy, mỗi một nốt là bằng một nửa đập, tức là đập xuống đánh một nốt, nhấc lên đánh một nốt. Thì bây giờ bắt đầu từ ô nhịp thứ hai là hợp đô thì nó là phách đập rồi, thì nhấc chân lên các bạn phải đánh mì, sau đó là cứ liên tục đập xuống nhấc lên là đánh nhá. Thế là ví dụ này. Đấy, nó đánh liền tù tì, tức là mì fa son la si đô rê mi. Đến nốt mi này thì các bạn lại quay ngược trở lại gì? Son nhá. Tôi đánh lại nhá, từ hợp âm đô này. Xong là chạy liền luôn này. Đến son, đấy, đánh đến dây son rồi các bạn lại chạy ngược trở lại đô nhá. Son, xong các bạn là son đô rê. Tiếp theo đến đố rồi thì các bạn lại ngược trở lại dây mi nhá. Tôi đánh ví dụ đánh là đố mì phà nhá. Đấy, đến dây mi buông thì các bạn lại ngược trở lại son. Đến son cuối cùng ở bóng ngón ba rồi thì các bạn chạy ngược trở về fa mi. Bạn cứ nhớ cho tôi là chạy liền tù tì cho đến dây son, sau đó các bạn lại đánh mi. Đấy, mi nhá. Dòng kẻ nhạc chạy gam, tức là chạy hợp âm và bài tập của đô các bạn chạy thì các bạn cố gắng cái phần này ấy, thì thực tế là các bạn đã tập trước đây là lâu rồi, các bạn cũng đã tập chạy cái này rồi, thì bây giờ tôi chỉ chạy sơ sơ để cho các bạn nắm được thôi. Tức là các bạn chú ý cho tôi về phần hợp âm đấy, đô trưởng này như tôi nói vừa nói, sau đến gì son 7, sau về đô trưởng, sau đó các bạn tập cho tôi chạy những cái nốt, cứ mỗi một đập các bạn đập xuống đánh một nốt, nhấc lên đánh một nốt. Đấy, cái chùm 4 nốt nhá, thì bao giờ cũng thế, đập xuống là ở cái đầu chùm, sau là gì nhấc lên đập xuống liên tục, cứ nhấc lên đập xuống liên tục, bao giờ ở cái đầu chùm 4 nốt thì bao giờ cũng là phách đập nhá. Đập này, nhấc này, đập, cứ đập xuống là đánh một nốt, nhấc lên đánh một nốt cho tôi nhá. Thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn vào bài Valse số 1, tức là bài số 1 của Canoni. Cái bài bắt đầu vào phần bài tập số 1 này thì các bạn nhớ là nhìn vào cái khuôn nhạc, các bạn thấy là nó ở nhịp 3-8, có nghĩa là gồm có 3 phách trong một ô nhịp. Đấy, các bạn nhìn thấy cái số 3 tức là nó là số phách nhé. Thế còn số 8 ở bên dưới thì các bạn cứ lấy cứ nốt tròn các bạn chia cho số 8 thì nó ra là cái gì, thì nó sẽ là mỗi phách nó sẽ bằng cái đó. Tôi lấy ví dụ như là nốt tròn chia cho gì số 8 thì sẽ bằng móc đơn. Đấy, tròn thế mà nốt tròn sẽ bằng 8 móc đơn, tức là bằng 4 nốt móc 4 nốt đen và 8 nốt móc đơn. Thế thì có nghĩa là nhịp 3-8 là nhịp
gồm có 3 phách, mỗi phách tương đương với một móc đơn. Thế các bạn nhìn thấy cái ô nhịp đầu tiên là nó là gì? Đô. Các bạn bấm nốt đô cho tôi nhá. Đây, nốt đô là ngón 3 này. Bây giờ trước khi vào phần bài van số 1 này thì các bạn nhìn thấy trên khuôn nhạc nó gồm có 3 dòng kẻ nhạc. Đấy, mỗi một dòng kẻ nhạc thì nó lặp lại 2 lần, tức là nó đến hết một dòng kẻ nhạc thứ nhất thì các bạn nhìn thấy nó có 2 cái chấm mà nó sẽ lại quay lại. Tức là mỗi một dòng kẻ nhạc các bạn phải đánh 2 lần. Đấy. Thế thì đến dòng kẻ nhạc thứ hai các bạn cũng đánh 2 lần. Thì các bạn nhìn thấy có cái chữ fin đấy, fin. Cái chữ fin là cái chữ là hết bài đấy. Nhưng mà các bạn đánh đến lần thứ nhất thì các bạn lại xuống tiếp dòng kẻ nhạc thứ ba, các bạn đánh hết dòng kẻ nhạc thứ ba. Thì nó sẽ có một cái dấu, đấy, cái dấu hình chữ SC gạch chéo 2 chấm. Đấy, là cái dấu quay lại đấy, quay lại từ đầu. Tức là đến các bạn nhìn thấy cái dấu đó thì các bạn đánh đến đấy thì các bạn phải quay lại từ đầu. Từ đầu, tức là từ cái đầu tiên nó cũng có cái chữ S. Đấy, tức là cái dấu đó là dấu quay lại nhá, quay lại từ đầu. Quay lại từ đầu thì các bạn lại đánh từ đô cho đến hết dòng kẻ thứ nhất cũng 2 lần. Sau đó đến dòng kẻ thứ hai các bạn cũng đánh 2 lần và hết bài ở cái chữ phin đấy nhá. Đấy, nó là như thế. Thì bây giờ tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn đánh bắt đầu dòng kẻ nhạc thứ nhất. Trong dòng kẻ nhạc thứ nhất này thì các bạn ô nhịp đầu tiên là các bạn bấm vào đô. Đô thì các bạn chỉ cần bấm cho tôi đồ, nốt đồ ngón 3 và nốt đố, tức là ở ngón 1 trên dây si này nhá. Đồ là ngón 3. Ngón 3 bấm vào phím 3 ở trên dây 5 ấy, dây là đồ nhá, và đố bấm ngón 1 thế này. Các bạn sẽ gảy, tức là cho tôi là bao giờ thế các bạn nhìn thấy cái nốt mà có cái chuôi quay xuống thì là cái là nốt bát ấy, là cái nốt mà các bạn sẽ phải gảy bằng ngón cái. Đấy nhá, ngón cái cho tôi. Cứ có cái chuôi nó quay xuống thì các bạn phải gảy ngón cái là nốt bát nhá. Thì các bạn đánh cho tôi là đô này. Hai cái nốt Do mi là các bạn gảy 2 ngón, ngón trỏ và ngón giữa nhá, cùng một lúc. Thế là ô nhịp thứ hai là gì? Rê. Ô nhịp thứ hai thì các bạn đánh rê dây buông là dây số 4 nhá. Sau đó là hai cái nốt đánh cùng một lúc là gì? Si là si buông và pha, các bạn bấm ngón 1 cho tôi nhá. Thì đây chính nó là hợp âm, tức là son 7 nhá. Son 7 đúng ra là bấm đầy đủ là như này. Các bạn đã học ở đầu tiên các bạn chạy rồi nhá. Đây son này. Nhưng mà đây nó đánh nốt bát là nốt gì? Là rê. Đấy. Thì chính ra là rê thì son si rê thì đây nó sẽ là đảo 2 đấy, tức là son 7 đảo 2. Sau đây là quay về đô. Đấy, quay về đô nhá. Bây giờ tôi sẽ đánh 3 ô nhịp đầu tiên cho các bạn. Chuyển ô nhịp thứ nhất là đô. Ô nhịp thứ hai là gì? Son. Sau lại quay về ô nhịp thứ ba là gì? Đô. Lại quay về đô nhé. Tôi đánh liền 3 ô nhịp liền cho các bạn nghe. Sau khi hết 3 ô nhịp là các bạn đánh hai hợp âm, tức là đô và son, thì các bạn lại chạy giai điệu. Chạy giai điệu thì lúc này cái phần ở phần bát, tức là cái phần trầm ấy, phần gảy ngón cái là không có nữa. Lúc này các bạn nhìn thấy cái dấu lặng đấy. Đấy, cái dấu lặng tức là phần bè dưới là nó nghỉ. Bây giờ nó chỉ đánh cái bè trên, nó sẽ chạy 3 nốt, tức là rê si son, đúng không? Rê si son nhá. Các bạn này, rê si son, sau lại tiếp tục các bạn vào. Các bạn chỉ đánh 2 lần hợp âm đô và rê son thôi. Sau các bạn tiếp tục lại chạy gì? Son la si đô. Đấy, cái ô nhịp
nhịp cuối cùng là sòn la si đô thì các bạn chập đồ đố nhá. Đấy, hai nốt đồ đố này. Ta đánh lại là sòn la si đô nhá các bạn này. Bây giờ tôi sẽ đánh lại ba cái ô nhịp cuối của dòng kẻ nhạc thứ nhất, nó là từ đô sau đến gì? Rê phá phá nhá. Ta đánh lại này. Nhắc lại này, nhịp 3-8 thì các bạn nên nhớ là bao giờ đầu ô nhịp các bạn sẽ đánh là phách mạnh, nhấn cho tôi nhé. Tức là trong cái phần bài này thì là các bạn sẽ đánh nhấn vào cái nốt bát, ví dụ chẳng hạn như này. Đấy, thì phần chát chát các bạn chỉ đánh nhẹ thôi. Còn đến khi mà vào ba cái nốt đơn các bạn đánh, ví dụ như là rế, si, son, ví dụ thì các bạn đánh sẽ nhấn vào nốt rế là cái nốt đầu tiên. Tôi lấy ví dụ này. Đấy, ví dụ thế nhá. Thế bây giờ tôi sẽ đánh lại, mẫu lại, bắt đầu từ đầu ô nhịp cho đến hết ô nhịp của dòng kẻ nhạc thứ nhất cho các bạn nghe. Thì các bạn cái nốt kết thúc thì các bạn chỉ đập hai đập thôi. Đi sòn la si đô 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 hai nghỉ. Đấy, cái phách ba là nó là lặng nghỉ nhá, lặng đơn. Tức là nó bằng sẽ bằng một đập đấy. Thế bây giờ tôi sẽ tiếp tục xuống cái dòng kẻ nhạc thứ hai. Dòng kẻ nhạc thứ hai các bạn nhìn thấy là cái dòng kẻ nhạc thứ nhất thì các bạn sẽ phải gảy hai lần đấy. Các bạn gảy đến sòn la si đô, sau các bạn lại tiếp tục là đô. Đấy, quay lại một lần nữa, tức là sẽ là hai lần nhé. Thế bây giờ các dòng kẻ nhạc thứ hai. Dòng kẻ nhạc thứ hai thì các bạn thấy là bắt đầu là từ nốt gì? Fa. Đấy, nốt fa đây. Fa. Fa thì các bạn đánh cho tôi là nốt fa là bấm con 3 nhá. Đây, trên cái dây dây số 4. Bấm con 3 ở trên phím 3 nhá. Fa đây. Còn son si là dây buông, là hai cái dây mà dây dây 3 dây 2 đấy. Đấy. Đây như này. Và mi. Mi bấm con 2 nhá. Mi. Lúc này các bạn là bấm mi là ngón 2. Và gì? Đô là các bạn bấm ngón 1. Đây. Còn đây mi ngón 2, các bạn bấm cho tôi ngón 2 là mi nhé. Và đô. Thì chỗ này chuyển là fa 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 si si, tức là tôi đọc cái nốt bát và cái nốt giai điệu cao ở trên nhá. Fa si si mi đô đô. Thì cái chỗ này fa si si thì nó sẽ là ở hợp âm gì? Đấy. Nếu các bạn nhìn thấy hai nốt nó liền nhau, tức là sòn si, đúng không? Thì sòn si rế là hợp âm son trưởng, nhưng mà đây nó thiếu nốt rê, nó thiếu nốt rê. Thế còn nếu mà thêm nốt pha, tức là nó sẽ là gì, son bảy, sòn si rê, sau đó là phá nhé, sòn si rê phá. Đây, như này, đó là son bảy đấy. Thì bây giờ các bạn từ son bảy chuyển về đô trưởng và tiếp theo rề gì, đây cũng là son gì, son bảy, tiếp theo là về đô đô trưởng. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đánh bốn ô nhịp đầu tiên cho các bạn, tức là bắt đầu là son bảy chuyển đô, sau lại chuyển tiếp tục son bảy, sau lại về gì, đô. Đấy, cứ son đô, sau này son đô nhá, nó chỉ có son bảy và đô thôi nhá, các bạn nhớ này đấy.
Tôi đánh lại là bắt đầu từ đầu ô nhịp cho đến ô nhịp thứ tư của dòng kẻ nhạc thứ hai. Tiếp theo là các bạn đến ô nhịp thứ năm thì lại gì, quay lại, tức là phà cc lại, nó quay lại giống như là ô nhịp đầu ấy, sau lại sau đến mì đố. Nhưng cái chỗ đoạn tiếp theo hai ô nhịp cuối này thì nó khác, là nó đánh là gì, rề với phá là cùng một lúc này. Chỗ này là rế, là các bạn gì, đánh rề phá là đánh chập cùng một lúc nhé. Rế à, phá rề phá, tức là phá rê. Tôi sẽ đọc giai điệu ở trên, tức là phá rê xí đô nhá. Tôi sẽ đánh lại bốn ô nhịp về sau, tức là bắt đầu từ nốt phà cc nhá. Tôi đánh lại này, bắt đầu bốn ô nhịp cuối này. Bây giờ tôi sẽ đánh lại từ đầu dòng kẻ nhạc thứ hai cho đến hết dòng kẻ nhạc thứ hai. Mỗi một dòng kẻ nhạc này các bạn sẽ đánh cho tôi hai lần, nhưng mà tôi chỉ đánh mẫu cho các bạn một lần thôi nhé. Sau các bạn lại đánh lại từ đầu một lần nữa, là hai lần nhé. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn hai dòng kẻ nhạc, bây giờ còn lại một dòng kẻ nhạc thứ ba là dòng cuối cùng, thì các bạn sẽ đánh là đô mí, nó sẽ là vào hợp âm gì, là thứ đấy. Chỗ này là đang từ đô trưởng và nó chuyển về gì, hợp âm song song, tức là hợp âm la thứ, thì các bạn sẽ bấm cho tôi ở chỗ này là la đô mí, thì các bạn chỉ cần đúng ra hợp âm đầy đủ, các bạn sẽ bấm như này, mi la đô mí. Đây, mi la các bạn sẽ bấm ngón 2 ngón 3 là bấm vào mi la nhá. Sau đó là đô các bạn bấm ngón 1 đây, thì nó sẽ là gì, la thứ. Nhưng mà trong cái bài tập này nó không đánh đến cái gì nốt mi, cho nên các bạn không cần bấm như thế nữa, các bạn chỉ bấm vào gì, la và đô như này thôi. Các bạn bấm la là các bạn bấm ngón 2 cho tôi nhé, bấm hai nốt là đô đấy, như này. Thì các bạn gẩy là đô, là gẩy chậm là đô mi, là đô mi, hai lần như thế nhé. Các bạn nghe này. Đấy, hai lần như thế. Các bạn nhớ là nhấn vào cái phách đầu tiên, tức là ở phách đầu ô nhịp đấy, tức là la đấy. Ô nhịp thứ ba là các bạn đánh cho tôi nốt rê. Đấy, rê thì cái chỗ này các bạn có thể bấm ngón 3 nhá, hoặc ngón 4 cũng được, tùy, tức là rê đô xì nhá. Rê là các bạn đánh chập với dây mì nhé. Sau tiếp tục ô nhịp thứ tư, các bạn lại quay trở về la đô mí. À, không phải la đô mí mà rê đô xì đô nhé. Đấy, đô xì đô. Đô xì đô thì các bạn chập với dây là nhé. Bây giờ tôi sẽ gảy lại từ ô nhịp đầu tiên cho đến ô nhịp thứ tư cho các bạn nghe. Tiếp theo sang ô nhịp thứ năm
thì các bạn lại quay lại trở lại, tức là đô mí nhá, như cái ô nhịp đầu tiên. Tiếp tục này, đấy là hết bài nhá. Các bạn gầy đến cái phần này thì các bạn sẽ gì, ngân hai đập thôi, tức là hai kỷ nhá. Sau các bạn lại gầy quay lại một lần nữa, tức là ô nhịp thứ ba này, cái dòng cảnh nhạc thứ ba, các bạn cũng lại sẽ nhìn thấy cái dấu hai dấu chấm ấy. Đấy, hai dấu chấm thì cái dấu này là dấu quay lại, thì nó quay lại ở cái dòng cảnh nhạc thứ ba này thôi, bởi vì là đầu dòng cảnh nhạc thứ ba và cuối dòng nó đều có hai dấu chấm, thì các bạn lại quay lại nhá, quay lại một lần nữa. Đấy, bây giờ các bạn nghe tôi gảy từ đầu cho đến hết cái dòng cảnh nhạc thứ ba. Đấy, các bạn khi mà các bạn đã gảy hai lần rồi thì các bạn lại bắt đầu quay lại từ đầu, tức là lại đồ chát gầy từ đầu cho đến hết dòng kẻ nhạc thứ hai thì các bạn là hết bài. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở nhạc từ đầu cho đến cuối, các bạn nghe để các bạn sẽ luyện theo.